Nữ thần sáng nhất trường học năm nào lại trở thành người theo đuổi tôi. Cô ấy đã dành tất cả cho tôi, nhưng tôi lại khinh thường cô ấy. Thậm chí khi cô ấy cần tôi nhất, lại bị tôi nhẫn tâm bỏ rơi. Không ngờ 5 năm sau chúng tôi lại gặp nhau. Bi kịch là tôi vốn là một thiếu gia lại trở thành một nhân viên phục vụ, còn bạn gái cũ giờ đã là nữ tổng tài trị giá hàng tỷ đô la. Bi kịch hơn là cô ấy muốn làm nhục tôi. Anh để hành lý ở đâu? Tùy ý. Vậy tôi đi đây. Giúp tôi lấy ít nước nóng. Tôi muốn rửa chân. Tôi đã hết giờ làm việc rồi. Vậy ngày mai tôi sẽ đánh giá khách sạn của các anh trên mạng. Liệu Như Yên, tôi chỉ cho anh 5 phút. Còn 4 phút 57 giây. Cô có thể rửa rồi. Tôi bảo anh rửa cho tôi. Quỳ xuống. Có vẻ như mấy năm nay Chu thiếu gia sống không tốt lắm. Sao? Nhà phá sản rồi à? Ba tôi gặp chút biến cố trong kinh doanh. May mắn là ông ấy đã ly hôn mẹ tôi về mặt pháp lý trước đó. Nếu không tôi và mẹ tôi sẽ không có chỗ ở. Lương tháng ở đây bao nhiêu? Hơn 7.000 ha ha. Nhớ lúc đó tiền tiêu vặt hàng tháng của anh cũng hơn 1 triệu. 7.000 không đủ tiền ba một lần đi hộp đêm của anh. Với hơn 7.000 tệ này, anh phải làm những công việc cụ thể nào? Lấy nhu cầu của khách hàng làm tiêu chí sao? Tức là giúp khách hàng làm một số việc vặt. Rửa chân cho tôi có bao gồm trong những việc vặt đó không? Tôi có thể làm bất cứ điều gì cho cô. Chu đại công tử cao cao tại thượng, giờ cũng sẵn lòng rửa chân cho tôi rồi. Vì có thể. Vậy anh còn chờ gì nữa? Nước nóng quá. Anh ấy đã rửa chân cho tôi vô số lần. Đây là tôi nợ anh ấy. Tôi đã thêm chút nước lạnh cho cô, nên không còn nóng nữa. Tôi thấy anh quỳ một gối khá khó chịu. Hai gối có thoải mái hơn không? Không khó chịu. Cũng đúng, lương 7.000 tệ của thực không đáng. Để người ta quỳ xuống phục vụ, tôi thêm tiền cho anh. Ít à, nói một con số đi. Chu Diên lau tay sạch sẽ. Anh không còn là anh ấy nữa. Người ta luôn thay đổi. Cô vẫn là cô sao? Kết hôn chưa? Yêu đường dễ, kết hôn khó. Đặc biệt là ở thành phố này. Không cần xính lễ, chỉ cần nhà xe ở. Rất khó để tìm thấy một người phụ nữ sẵn sàng cùng nhau sống hết đời. Bạn gái của anh đâu? Cô ấy không tồn tại. Chỉ là bịa ra vì muốn chia tay với cô. Có điều gì hối hận không? Điều hối hận nhất là tôi. Rõ ràng đã thấy trạng thái của ba tôi không ổn, nhưng lại không để tâm. Đêm hôm đó cô ấy đã nhảy xuống từ cửa sổ. Ngay tại khách sạn này. Ngay lập tức, một giọng nữ tức giận vang vọng khắp căn phòng. Họ Chu, anh có ý gì? Ngay cả khi không thể chấp nhận điều kiện kết hôn, chẳng lẽ không thể tiếp tục thương lượng sao? Tôi dù sao cũng đã theo anh mấy tháng, không nói không rằng liền chặn anh. Có lịch sự không? Con nhỏ này bị làm sao vậy? Sợ từ chối trực tiếp làm mất mặt cô ta nên mới chọn cách chặn. Cô ta lại đổi số khác gọi đến. Còn cái gì gọi là theo tôi mấy tháng? Tôi chỉ nắm tay cô ta một lần. Nếu cô thấy xính lệ cao thì có thể thương lượng. Giới hạn của tôi là không sống chung với người lớn. Ngoài ra đều có thể nói. Trùng hợp là giới hạn của tôi là phải sống chung với người lớn. Những thứ khác tôi đều có thể cân nhắc. Chúng ta gặp lại một lần nữa được không? Nói rõ ràng mọi chuyện. Anh đến quán ba cạnh Hoài An nhìn đi. Tôi đang uống rượu với mấy cô bạn thân ở đây. Họ đều có bạn trai. Chỉ có tôi là không. Tôi có chút việc gấp. Nói chuyện sau. Tiếng cười khúc khích vang lên từ Liễu Như Yên. Đến mức này rồi còn có tâm trạng yêu đương. Chu Diên, điểm này của anh thật sự không thay đổi. Chơi chán rồi liền đá thẳng tay. Nói anh là xúc sinh cũng là nâng anh lên rồi. Anh ta là người tôi quen qua mai mối, chưa động vào anh ta. Cô đang đùa trẻ con à? Thật sự phải đi rồi. Bao giờ tôi cho anh đi thì anh mới được đi. Đừng để tôi nghe thấy chữ đi nữa. Đồng nghiệp đều biết tôi ở chỗ anh, ảnh hưởng không tốt đến anh. Ba mẹ tôi đều bị tôi đưa vào tù rồi. Anh nghĩ tôi còn quan tâm đến những cái gọi là ảnh hưởng này sao? Ở lại với tôi một đêm, bao nhiêu tiền là hợp lý? Hơi thở quấn quýt. Ánh mắt Chu Diên hơi thay đổi. Dù là Liễu Như Yên của năm đó hay Liễu Như Yên bây giờ, anh chưa bao giờ có chút sức đề kháng nào với cô. Ngay cả khi năm đó chơi bời phóng túng bên ngoài, đến một thời điểm nhất định vẫn muốn quay về chỗ ở của hai người. Anh thích ông cô ngủ, ngủ ngon giấc an tâm. Nói đi, bao nhiêu tiền một đêm? Não Chu Diên như bị dỉ xét, sao lại muốn hôn cô? Cô đã hôn bao nhiêu người rồi? Đừng quá chủ động, như vậy trải nghiệm của tôi sẽ không tốt. Ngoài ra, đánh răng trước đã, đánh nhiều lần vào. Tôi sợ cô bẩn. Đúng vậy, sao Liễu Như Yên có thể vẫn thích tôi chứ? Tôi xứng sao? Nhận thấy cảm xúc của người đàn ông rút lui, Liễu Như Yên khẽ nhíu mày. Đi tắm đi, tôi đợi anh trên giường. Đợi khi tắm xong, Liễu Như Yên cũng đã thay đồ ngủ, chui vào trong chăn, nhắm mắt lại, cổ tay trắng nón buông thõng bên cạnh. Cũng nhìn thấy dấu ấn hình xăm trên cổ tay anh. Hình xăm tuy đẹp, nhưng phần nhô lên ở mạch máu dường như đang che giấu điều gì đó. Chu Diên chợt nhớ ra, anh ấy đã nói, em chỉ còn lại mình anh. Nếu anh dám bỏ em, thì chính là để em chết. Liễu Như Yên không biết từ lúc nào đã mở mắt. Tắm sạch chưa? Cổ tay anh làm sao vậy? Trong mắt Liễu Như Yên ẩn hiện vẻ hận thù. Sao anh tôi có quen một người bạn trai khác?
Anh ta còn không giống người hơn cả anh. Vết sẹo này là bị rạch khi cãi nhau với anh ta. Cút đi, nhìn thấy anh tôi thấy buồn nôn. Sự cáu kỉnh đột ngột khiến Liễu Như Yên tạm thời mất hứng thú trêu chọc. Chu Diên hít sâu vài lần, bối rối rời khỏi phòng. Liễu Như Yên nghe thấy tiếng bước chân đi xa, trằn trọc mãi không ngủ được. Cô tự án thị mình không thể nào vẫn còn thích anh, chỉ có hận thù. Vì vậy, cô quyết định xây dựng một nhà máy chi nhánh ở thành phố này, nơi không phù hợp để phát triển doanh nghiệp sẽ từ từ hành hạ anh. Đi nói chuyện với quản lý, bảo nhân viên tên Chu Diên đó làm hướng dẫn viên cho tôi vài ngày. Mấy năm không về Lâm Thành, cần một người địa phương quen thuộc bên cạnh giúp làm một số việc vặt. Quản lý, anh tìm tôi. Giọng điệu của Tôn Lâm khá bất thường. Cậu may mắn thật đấy, được nhân vật lớn để ý rồi. Liệu tổng thiếu người lái xe, muốn cậu đi theo cô ấy vài ngày, đến khách sạn trước 8 giờ, nhớ phục vụ người ta cho tốt vào, lương tháng này gấp đôi, nếu không thì hậu của cậu biết rồi đấy. Anh, chính là hắn, lần này chúng ta mời hắn 100.000, lãng phí 3 tháng của chúng ta, rẻ cho hắn rồi. Mọi người sao lại ở đây chặn tôi? Đứng lại, tôi cho cô đi à? Ý gì vậy? Nói chuyện chút đi, cô xem là nói chuyện ở đây hay trên xe. Đừng vòng vo, tôi khá bận, không có thời gian dây dưa với cô. Anh chơi tôi 3 tháng, nói chia tay là chia tay. Trong quá trình quen anh, tôi còn bỏ lỡ một đối tượng rất tốt. Vậy ai chịu trách nhiệm cho tổn thất của tôi? 3 tháng nay ăn uống, vui chơi đã tiêu tốn của tôi hơn 10.000. Tôi chỉ nắm tay một lần mà đã bị moi tiền rồi. Thôi, lùi một bước biển rộng trời cao. Cô muốn tôi bồi thường bao nhiêu tổn thất? Vì quen biết nhau một thời gian, tôi không đòi hỏi nhiều. Anh đưa tôi 100.000, chúng ta coi như xong chuyện. Nắm tay chia tay đòi 100.000, cái này còn hơn cả cướp haha. Anh cười cái gì? 100.000 là rẻ cho anh rồi. 2.000, muốn thì nhanh chóng đưa tiền rồi cút. Đời vĩ trừng mắt, hung dữ như hổ. Anh bảo ai cút? Bảo anh cút, có vấn đề gì không? Nhóc con chán sống rồi. Câu cửa miệng của anh ta còn chưa dứt, chỉ cảm thấy đầu ong ong. Điều này khác với tưởng tượng của anh ta. Đời vĩ bị đánh choáng váng, cơn đau chỉ kích thích anh ta lao về phía trước như xe tăng. Tao giết mày. Một lúc sau, Đời Giai Tuệ đứng bên cạnh cũng ngây người. Cô ta không ngờ Chu Diên lại có sức chiến đấu mạnh như vậy, liền bị dọa đến mức gọi cảnh sát. Khách sạn Lập Thiên, thằng nhóc này đã bảo 8 giờ đến, giờ đã gần 9 giờ rồi. Chu Diên, cậu đâu rồi? Gọi cho cậu bao nhiêu cuộc cũng không nghe máy. Xin chào, đây là đồn cảnh sát. Được rồi, tôi hiểu rồi. Vương Tổng, xin lỗi, Chu Diên đánh nhau bị bắt nên không đến được. Đồn cảnh sát nào? Cái ở quận Hòa Nam ấy, tôi sẽ gọi điện phối hợp ngay. Tại sao lại đánh nhau? Cảnh sát báo là bạn gái của Chu Diên tìm đến khu nhà của cậu ấy đòi phí chia tay, cậu ấy không đưa nên xảy ra xung đột. Chi tiết cụ thể hay là tôi hỏi lại nhé. Chu Diên, anh của Nhiên không thay đổi, không cần phối hợp. Liễu Như Yên cầm túi sách lên gọi tài xế Dương Ca. Khi giờ đi nói với Tôn Lâm. À, tôi bị mất một chiếc đồng hồ đeo tay trị giá hơn 9 triệu. Từ hôm qua đến giờ, chỉ có Chu Diên vào phòng tôi. Bảo đồng chí cảnh sát điện thể điều tra giúp tôi xem tình hình thế nào. Tài xế có quan hệ rộng như vậy sao? Chuyện còn con của tôi mà, sở trưởng đích thân xử lý. Chàng trai, có người tố cáo cậu ăn trộm một chiếc đồng hồ kim cương. Có vẻ là Liễu Như Yên giở trò, quả nhiên cậu ta muốn trả thù tôi. Tôi không biết anh đang nói gì. Chàng trai, chiếc đồng hồ đó nghe nói trị giá hơn 9 triệu. Cậu có biết ăn trộm đến mức tiền này sẽ có hậu quả gì không? Người anh nói đó là bạn gái cũ của tôi, trước đây còn có chút ân oán. Chuyện đồng hồ rất có thể là cô ta cố tình chơi khăm. Cậu uống say rồi à? Giờ vẫn chưa tỉnh sao? Sở trưởng, tôi nghi ngờ cậu ta có vấn đề về tinh thần. Có cần giám định không? Không rảnh rỗi lãng phí thời gian với cậu ở đây. Cậu còn không suy nghĩ kỹ nên nói gì. Trường đại học của tôi và cô ta đều là Đại học Lâm Thành. Ba tôi tên là Chu Thành Giang. Chính là Chu Thành Giang, người đã kết tội tham ô tham ông trong dự án Lâm Viên. Anh ta chợt dài, rõ ràng quan sát thấy biểu cảm của hai cảnh sát không đúng. Cậu là con trai của Chu tiên sinh. Tôi nghèo là do tôi bất tài, không phải là nghèo đến mức không mượn được tiền, cần phải đi ăn trộm đồng hồ của bạn gái cũ. Cậu là con trai của ai không quan trọng, công việc của tôi vẫn phải tiếp tục. Lưu Hân Vĩ thở phào nhẹ nhõm. Có bằng chứng tôi sẽ nhận. Anh cũng không có bằng chứng, nghe người ta nói xung rồi đến tìm tôi. Lưu Hân Vĩ không làm gì được Chu Diên, chỉ có thể tạm thời kết thúc việc thẩm vấn. Đồng chí, xin chào. Tôi là Liễu Như Yên, là người nhờ người khác báo cảnh sát. Chiếc đồng hồ đó rất quan trọng với tôi. Tôi đến đây là muốn đích thân gặp mặt hỏi rõ ràng. Được, cô vào đi, nhưng không được quá lâu. Trong phòng yên tĩnh, ngay cả tiếng bước chân cũng rõ ràng. Liễu Như Yên ngồi đối diện anh. Là do người khác đòi anh phí chia tay nên mới xảy ra tranh chấp bị đưa vào đây sao? Chu Diên không phủ nhận, biết giải thích cũng vô ích. Lúc đó ngay cả những ngôi sao nhỏ và người nổi tiếng trên mạng cũng không coi trọng. Sao lại coi trọng cô ta chứ? Cũng không phải kết hôn vì tình yêu, chỉ muốn có một đứa con để mẹ tôi có thêm niềm vui và hy vọng trong cuộc sống. Chuyện đồng hồ của cô là do cố tình hãm hại anh sao? Chu Diên, anh nói xem, nếu tôi bảo người ta đặt chiếc đồng hồ vào ngăn kéo tủ quần áo của anh ở khách sạn thì có phải là chứng cứ đã rõ ràng rồi không? Anh nên rất hiểu, những bằng chứng chống lại anh này chỉ cần tồn tại. Với sự khác biệt thân phận giữa chúng ta, anh chắc chắn sẽ bị kết tội ăn trộm. Vậy cô định làm như vậy sao?
vẫn đang suy nghĩ. Tôi nhất định không thể ngồi tù, phải chăm sóc mẹ tôi, gọi tôi bằng tên đầy đủ đi. Bây giờ cô đã khác xưa rồi, muốn đối phó với tôi cũng dễ như chơi. Không cần thiết phải vậy đúng không? Liễu Như Yên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mà cô từng say mê, bây giờ trong lòng chỉ có hận thù. Xem có thể ký gì không? Chu Diên khó hiểu, nhận lấy và lật xem. Đây là một hợp đồng giống như bán thân. Nói một cách đơn giản, nhận tiền của cô ta, anh ta sẽ hoàn toàn không có tự do. Bị cô ta kiểm soát trong 3 năm, và hợp đồng được điều hành dưới tên anh ta. Anh đã trai sạn rồi, có thể bàn chuyện cưới xin với loại phụ nữ đó. Ký cái này chắc không khó khăn gì. Năm đó anh đã cho tôi tổng cộng hơn 8 triệu phí ký kết. Tôi có thể cho anh 10 triệu một lần. Chu Diên nhìn Liễu Như Yên, không trả lời. Ký xong anh có thể đi ngay. Không ký tôi không đảm bảo. Liệu chiếc đồng hồ đó có nhanh chóng xuất hiện trong ngăn kéo của anh không? Tại sao cô lại làm vậy? Để anh nếm trải nỗi đau mà tôi đã từng chịu đựng. Nếu cô muốn trả thù tôi, đưa mạng cho cô cũng được. Nhưng bây giờ tôi không thể đưa. Sau khi ba tôi qua đời, mẹ tôi đã bạc trắng trong một tuần. Tôi không dám xảy ra chuyện gì nữa, không dám rời khỏi thành phố này. Liễu Như Yên, tôi không thể ký cái này. Cũng không muốn trở mặt thành thù với cô. Tha cho tôi, tha cho chính mình được không? Tất cả động lực để tôi thành công chính là để tên khốn nạn này phải hối hận. Làm sao tôi tha cho anh được? Chỉ cần anh không ký, tôi sẽ hành hạ anh đến chết. Hành hạ anh sống không bằng chết. Chu Diên, anh có biết tôi hận anh đến mức nào không? Hơn cả việc hận những người nhà đã bán tôi. Khi tôi thích anh, tôi có thể cam tâm tình nguyện chết vì anh. Vậy mà anh lại thực sự muốn nhìn tôi chết. Chu Diên im lặng hồi lâu. Tôi có thể đi theo cô, nhưng tôi không thể rời khỏi thành phố này. Mẹ tôi cần tôi. Ký xong hợp đồng bán thân này, anh có thể ra ngoài rồi. Liễu Như Yên, cô thật sự kém cỏi. Trước đây trước mặt anh ấy đã trở nên ngốc nghếch, bây giờ vẫn vậy. Liễu Như Yên nhớ lại lúc Chu Diên theo đuổi cô, cũng không hạ mình để tỏ tình, cứ như đang thương lượng giá cả với gái gọi. Có muốn yêu đương không? Tôi giúp cô trả nợ, mỗi tháng lại cho cô 20.000. Chu Diên vừa mở miệng khiến người ta chỉ muốn tát anh ta một cái, không nỡ tát. Vì cô đã thầm mến anh ta từ lâu, luôn chỉ có thể quan sát từ xa, không dám đến gần. Trong thời gian yêu đương càng khó diễn tả, chia tay dứt khoát không chút lưu luyến. Nhưng bây giờ tên khốn nạn này cuối cùng đã rơi vào tay tôi rồi. Ha ha, ba anh nợ bao nhiêu tiền? Mua lại công ty của hai người, nợ nhiều mà còn tự hào như vậy. Muốn ăn gì? Tùy anh, tôi sao cũng được. Quán hải sản đó còn mở cửa không? Vẫn mở. Anh có biết tôi đang nói đến quán nào không? Là nơi chúng ta hẹn hò lần đầu tiên đúng không? Tài xế, đến Tiên Vị Cư đường Thái Nguyên. Dương Ca trở thành tài xế kiêm vệ sĩ của Liễu Như Yên 2 năm trước. Nhiều lần cứu cô ta khỏi nguy hiểm, muốn tiến thêm một bước với Liễu Như Yên. Sếp còn chưa nói đi đâu mà. Anh có thể quyết định sao? Đến Tiên Vị Cư. Vâng, Liễu Tổng. Lát nữa đưa chúng tôi đến nơi. Để xe lại, anh đến khách sạn tập hợp với nhân viên. Trước tiên đi cùng họ, xác định địa điểm. Có việc tôi sẽ liên lạc với anh. Vậy sự an toàn của cô, Chu Diên cũng có võ. Dương Ca không ngốc, ngược lại cực kỳ thông minh. Liễu Như Yên để Chu Diên ở bên cạnh, trách nhiệm hoàn toàn, mâu thuẫn. Thêm vào đó, cô ta chưa bao giờ có sự sắp xếp công việc như vậy với là muốn ép anh ta từ trước sao? Chỉ vì vừa rồi anh ta vô tình nói móc Chu Diên một câu. Người này tâm địa không tốt lắm. Người nói xấu sau lưng người khác thì tâm địa tốt lắm sao? Tôi là quan tâm cô, nhắc nhở cô thôi. Tôi đã gặp quá nhiều người rồi, nhìn là biết người nào hẹp hòi. Sợ cô vô tình đắc tội với lại người này, sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Còn sợ đắc tội cái gì? Cô đuổi việc anh ta đi. Đuổi việc thì quá nhẫn tâm, để anh ta tự chịu đựng đi. Chịu đựng không nổi thì sẽ cút thôi. Chu Diên bị vẻ mặt kỳ quặc của cô ta làm cho hơi sờn gai ốc. Giây trước còn nói chuyện bình thường, giây sau liền trở mặt. Cô ta rất muốn đi nhảy. Có vẻ như tôi phải dỗ dành cô ta. Lỡ như cô ta vui lên giải phóng tôi thì sao? Trên bàn ăn, Chu Diên làm quen bằng cách trò chuyện. Chính là rót rượu nịnh nọt cô ta, dỗ dành cô ta vui vẻ. Như Yên à, Liễu Như Yên sao lại không hiểu chứ? Anh ta đang cố tình thăm dò cô. Chỉ có hai chúng ta, anh mới có thể gọi tôi như vậy. Có người khác ở đây, phải gọi là Liễu Tổng. Bóc qua giúp tôi. Được thôi, kỳ kinh nguyệt còn đau dữ dội như vậy không? Tên khốn chết tiệt, chỉ một câu nói suýt chút nữa đã khiến tôi mềm lòng. Năm đó tại sao lại chia tay với tôi? Không muốn làm lỡ cô, muốn cô lấy tiền đó sống một cuộc sống tốt hơn, tìm người tốt hơn. Tôi lúc huy hoàng xứng với cô, tôi lúc xa cơ không xứng. Nói tiếng người đi, cô tưởng tượng xem, một người vốn được vạn người chú ý lại đột nhiên rơi xuống bụi trần. Sự chênh lệch quá lớn. Hơn nữa lúc đó tôi dựa vào tiền tài mới theo đuổi được cô, nên tôi không muốn đợi cô mở miệng nói chia tay trước. Nói một cách đơn giản, chính là tự cho mình là đúng do lòng tự trọng bị tổn thương. Hey, chỉ là không thích đến vậy thôi. Chu Diên không biết nên trả lời thế nào. Còn uống nữa không? Không uống nữa. Không lái xe nữa. Gần đây hình như có khách sạn, đi bộ đến đó. Tôi đi khách sạn cùng anh. Tim Chu Diên đập thình thịch. Liễu Như Yên định ra tay với tôi sao? Như anh ta dự đoán, Liễu Như Yên tắt đèn khi đi ra khỏi phòng tắm. Nhưng điều không ngờ tới là tay anh ta không biết từ lúc nào đã bị nắm lấy. Tiếp theo là vài tiếng hành hạ. Ngày hôm sau, Liễu Như Yên tỉnh dậy trước, thể hiện tốt lắm. Thưởng thêm cho anh. Lát nữa anh đưa tôi đến nơi làm việc tạm thời, sau đó có thể về thăm mẹ anh. Giữ điện thoại luôn mở, gọi là đến ngay là được. Mẫn tỷ, có chuyện gì vậy?
Gọi điện thoại sớm như vậy. Tôi thấy một số tin tức tiêu cực về cô trên mạng. Là Dương ca nói gì với chị sao? Anh ta nói cô rất thân thiết với một nhân viên khách sạn, còn ký hợp đồng thay mặt công ty 10 triệu phí ký kết, đúng không? Chỉ là mượn danh nghĩa công ty thôi. Tiền do cá nhân tôi chi trả, đây không phải chuyện đùa. Cô là gương mặt đại diện của Hoa Luân. Một khi bị phanh phui chuyện yêu đương, các hoạt động kinh doanh của công ty rất có thể sẽ bị ảnh hưởng lớn. Như Yên, chúng ta đi đến ngày hôm nay rất gian nan vất vả. Không hề dễ dàng, tôi hy vọng cô có thể lý trí một chút, nghĩ cho đại cuộc. Mẫn tỷ, chị cũng coi tôi là Citizimer của công ty sao? Ngay cả việc giao du với người khác giới cũng cần phải cân nhắc mọi mặt. Bị hạn chế? Tôi không có ý đó. Là cảm thấy không cần thiết phải quá coi trọng đàn ông. Chính cô cũng đã nói tình yêu không tồn tại. Nó chỉ là một đống rác rưởi được che đậy bởi vẻ đẹp đẽ. Tiền quan trọng nhất, kiếm đủ tiền trước là quan trọng nhất, đúng không? Lâm Thành vốn không thích hợp để chúng ta xây dựng nhà máy. Vốn tưởng rằng cô trở về để báo đáp quê hương. Bây giờ tôi mới biết, cô là vì người bạn trai cũ đó đúng không? Tôi tự biết rõ. Chị suy nghĩ kỹ đi, đến lợi ích và thiệt hại nữa chứ. Sau bữa ăn, Chu Diên đưa Liễu Như Yên đến nơi làm việc, đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Lại là tài xế của Liễu Như Yên. Dương ca, Chu Diên đây. Tôi cảnh cáo anh tránh xa Liễu Như Yên ra. Sếp lớn của Hoa Luân không cho phép anh làm hỏng danh tiếng của Liễu Như Yên. Anh nên biết rằng ông ấy bóp chết anh cũng dễ như bóp chết con kiến. Còn về hợp đồng của anh, sếp lớn sẽ giải quyết giúp anh, còn cho anh một khoản tiền lớn. Giúp tôi chuyển lời cho ông ấy, rời xa Liễu Như Yên. Tôi cũng không phải người dễ bị hù dọa. Công chúa, mời lên xe. Trước tiên tìm một chỗ ăn cơm nào đó. Ăn xong còn phải đến quán ba Mạn Thành một chuyến. Mấy năm không quay lại, một số bạn bè nghe nói tôi ở Lâm Thành đã tìm tôi, muốn tụ tập một chút. Tụ tập với ai? Giang Sách là người liên lạc với tôi trước, kéo tôi vào nhóm chat. Buổi tụ tập tối nay có rất nhiều người sẽ đến. Cô rất thân với anh ta sao? Tình người, phép tắc xã giao thôi. Sau này muốn làm ăn ở Lâm Thành, củng cố mối quan hệ với những người có máu mắt ở địa phương cũng không phải chuyện xấu. Anh ta muốn tôi giúp quán ba của anh ta nâng cao độ nổi tiếng. Giúp anh ta một việc thì sao chứ? Chỉ là việc nhỏ thôi mà. Ngoài anh ta ra còn ai nữa? Đều là người quen cả. Quan Diệu, Tô Lê, Vân Mặc, Tống Kính Chi, tóm lại là tất cả mọi người trong nhóm cũng đều là người quen. Chu Diên đều quen biết. Trước khi nhà phá sản, những người này có người chơi cùng anh ta, có người là bạn bè, có người có mâu thuẫn, có người là đối tượng tin đồn. Sau khi phá sản, Chu Diên liền tránh xa tất cả mọi người. Không muốn đi cùng tôi sao? Vậy anh có thể đợi tôi trong xe. Tôi không ép anh. Cô cố ý đúng không? Cũng không phải trẻ con. Sao lại nghĩ như vậy chứ? Làm ăn chính là tình người, phép tắc xã giao, qua lại tình cảm. Đợi anh làm ăn rồi sẽ hiểu. Mấy năm đó, việc kinh doanh ở đây đặc biệt tốt. Mỗi lần tôi đến đây tìm anh, không được anh đồng ý không dám vào trong. Liền đậu xe ở ven đường đợi cả đêm. Từng gặp kẻ xe nằm sấp trước cửa sổ quấy rối. Từng gặp người nhặt rác. Cũng từng nhiều lần gặp cảnh anh ôm eo người phụ nữ khác đi ra. Không phải do cô tự nguyện đợi sao? Tôi chưa bao giờ nói với cô Liễu Như Yên đến cửa quán ba đợi tôi. Đúng vậy, tôi ngu ngốc. Yêu một người không chịu về nhà. Chuyện quá khứ thì cứ cho qua đi. Tôi đưa anh đến đây, anh rất tức giận sao? Những người tôi đã trốn tránh nhiều năm, cô gọi đến đây hết một lượt, tìm một cái cớ nói là tình người, phép tắc xã giao. Anh có tình người, phép tắc xã giao gì chứ? Nhờ đến mức chỉ còn lại cái miệng thôi đúng không? Nếu không phải vì mẹ tôi đã sớm rời khỏi cái nơi chết tiệt này rồi. Ôi chao, đây chẳng phải là Chu đại công tử của chúng ta sao? Bây giờ lại trở thành phục vụ rồi. Đổ nước cho tôi. Sao không nói gì? Mẹ tôi nói với tôi, người đã chia tay lâu như vậy mà còn quay lại. Không phải báo ân thì là báo thù. Báo thù thì quá nhẹ nhàng. Báo ân cũng không giống. Không thể coi anh là đồ chơi cỡ lớn sao? Chơi chán rồi thì cô cũng không cần phải xoắn xít nữa. Tạm thời tôi khá thích loại đồ chơi này. Có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Anh cũng khá thú vị. Không thú vị thì tôi cũng sẽ không. Gần 3 năm rồi mà vẫn chưa chán. Liễu Như Yên nhìn chằm chằm Chu Diên coi như không thấy. Không ngờ anh lại đến. Tối nay phải uống thật nhiều. Tính ra cũng nửa năm rồi không gặp nhau. Vẫn là anh có mặt mũi. Bao nhiêu người mời cũng không đến, Chu đại công tử lại bị anh mời đến được. Năm đó anh ta đối xử tốt với tôi, thế anh ta phá sản rồi, kiếm tiền vất vả, nên tạm thời để anh ta làm tài xế cho tôi. Giang Sách là chủ nhà, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Chu Diên. Chu Diên ở Lập Thiên Quốc tế có thể kiếm được hơn 7.000 tệ mỗi tháng. Gặp ai hào phóng cho chút tiền ba, lương cũng hơn 10.000 rồi. GDP bình quân đầu người ở Lâm Thành mới bao nhiêu, Chu Diên này vượt xa mức bình quân rồi. Haha, mọi người cười, lần lượt ngồi xuống. Chu Diên tìm một chỗ kín đáo nhất để ngồi. Cảm thấy không được tự nhiên. Lát nữa đi sớm nhé, chúng ta tìm chỗ nào đó uống riêng. Không nghe Liễu Như Yên nói tôi là tài xế của cô ta sao? Xe ở đâu thì tài xế đi đó. Tôi cứ tưởng cô ta tìm anh là để nối lại tình xưa. Thấy không giống lắm. Uống rượu đi, đừng suy nghĩ lung tung. Đang nói chuyện nhỏ, chỉ thấy ánh mắt mọi người đều hướng về Liễu Như Yên. Là có người đến mời cô ta uống rượu. Mọi người đừng trách, tôi không uống rượu. Đến đây chỉ là vì lâu rồi không gặp mọi người, muốn ôn chuyện cũ. Vậy thì Chu Diên là tài xế của tôi, để anh ta uống thay tôi. Vì Liễu Tổng đã nói vậy, vậy tôi phải mời Chu Diên 3 ly trước. Ly thứ nhất là không đánh không quen biết.
mới quen không lâu đã đánh nhau một trận vì hiểu lầm. Ly thứ hai là cảm ơn đã ủng hộ. Chu Diên tiêu 5 triệu ở chỗ tôi là hoàn toàn không đáng. Ly thứ ba là vì tình nghĩa. Anh nói xem, Chu Diên đã ra nông nỗi này rồi mà vẫn không quên đến ủng hộ. Thật là có thành ý. Mỗi câu anh ta nói xong đều uống cạn một ly, liên tiếp 3 ly. Chu Diên chú ý đến vẻ mặt vô cảm của Liễu Như Yên, cùng uống theo. Tôi cũng phải mời anh Diên của tôi 3 ly. Việc kinh doanh của ba tôi gặp khủng hoảng tài chính. Anh Diên đã tìm cách xoay sở tiền. Mặc dù lãi suất cao hơn thị trường, nhưng quả thực đã giúp được rất nhiều. Mấy năm trước luôn tiêu tiền của anh Diên, hôm nay dù thế nào cũng phải cho tôi cơ hội mời anh một bữa. Cuối cùng là cảm ơn anh Diên, giới thiệu cô gái mà anh ta không ưa cho anh em. Lời nói nửa đùa nửa thật của tôi. Tống Kính Chỉ uống cạn một hơi. Chu Diên nhìn lên, nhìn vẻ mặt đỏ bừng của đối phương, uống theo một lon. Tống Kính Chi hiện giờ đang đi theo Giang Sách. Lon rượu này của Chu Diên uống xuống chính là rượu Tuyệt Giao. Ve sầu chấm hết cho một số người đã gặp trong tuổi trẻ. Tâm trạng Chu Diên không có biến động lớn. Anh không có gì hổ thẹn với Tống Kính Chi, cũng không còn cảm giác gì nữa. Năm đó, thiếu hụt 4 triệu. Hồ sơ xấu, không ai cho ông ta vay tiền. Chu Diên đã đứng ra bảo lãnh, mới có người tăng lãi suất cho vay. Tống Kính Chi nhờ lãi suất. Năm đó, Tống Kính Chi vì muốn bám theo anh ta ăn chơi chắc táng, coi anh ta như cha ruột, chỉ thiếu mỗi gọi bố. Chu Diên thấy anh ta có lòng, ăn uống chơi bời đều bao hết, giới thiệu bạn gái cho anh ta. Những cô gái đó là nể mặt Chu Diên, nhìn buồn nôn mới qua lại với một khuôn mặt sần sùi đầy mụn. Bản chất kỳ lạ của con người Chu Diên đã sớm được ném trải. Vài vòng sau, Chu Diên lấy cớ đi vệ sinh. Tô Lê không biết từ lúc nào đã đến phía sau anh. Anh ngốc sao? Uống rượu bao nhiêu thì chịu nổi nhiều người chúc rượu như vậy? Quên chiến tích một đêm của tôi rồi sao? Tôi biết tại sao anh lại muốn rời xa vòng tròn này rồi. Càng giàu có càng thực tế, thực tế đến mức ngoài việc coi người khác là trò tiêu khiển, sẽ không muốn lãng phí thời gian ở chung với những người vô dụng. Vậy mà anh vẫn cứ muốn làm trò tiêu khiển này. Anh không thấy hôm nay mọi người đều là những người trước đây thường chơi cùng anh sao? Mấy năm rồi không tụ tập như vậy. Tiêu khiển thì tiêu khiển vậy, Liễu Như Yên vui vẻ, mọi người vui vẻ là được. Quay lại bàn, Tô Lê, người chưa bao giờ uống rượu, cầm lon bia, ánh mắt nhìn thẳng, nhìn vào khuôn mặt Chu Diên. Người khác mời được thì tôi cũng mời được, đúng không? Cô biết uống rượu sao? Ngày mai tôi không đi làm. Ly rượu này mời anh vì ân huệ năm đó không cưới tôi. Nếu không tôi không thể tưởng tượng nổi sống cùng anh thì sẽ như thế nào. Cũng phải cảm ơn ba anh. Nếu không phải ông ấy nhảy lầu thì ba tôi sẽ không có cơ hội thăng chức. Không có ý sỉ nhục chú, tôi chân thành cảm ơn ông ấy thay ba tôi. Chuyện này không cần cảm ơn, cũng không đến lượt cô cảm ơn. Thật sự muốn cảm ơn thì bảo ba cô lên thiên đường. Cảm ơn ba tôi mới thể hiện được thành ý. Anh vẫn như trước, không phân biệt được lời hay ý đẹp. Nghề nghiệp của cô cao quý lắm sao, mà vẫn không khiến phẩm chất của cô bớt tệ hại. Tô Lê, việc không được yêu thích không phải lỗi của cô, là lỗi của vóc dáng. Nếu cô không lép kẹp như vậy, cũng sẽ có chút sức hấp dẫn. Chu Diên, Tô Lê nhìn chằm chằm. Còn ai muốn mời rượu nữa không? Lễ thượng, tôi mời mọi người một ly. Cảm ơn đã đưa tôi tham gia buổi tụ tập cao cấp như vậy. Tôi uống no rồi, mọi người cứ tự nhiên. Đến, uống một lon. Khụ, anh tìm tôi uống rượu là nể mặt tôi. Tôi tìm anh uống rượu là không nể mặt sao? Vân Mặc, tôi uống say rồi. Anh chưa say. Anh có phải vẫn tưởng mình là Chu thiếu gia năm đó không? Không phải tôi thì anh đã tan cửa nát nhà rồi. Còn nhận anh em cùng phòng ký túc xá đại nghệ không? Tôi đã tiêu ít nhất 3 triệu cho anh rồi, còn nhận không? Anh đua xe gây sự với người ta, chọc giận người không nên chọc, bị đánh cho giống con chó chết không ai dám quản. Là tôi giúp anh giải quyết, còn nhận không? Chưa từng nhờ anh giúp đỡ bất cứ việc gì. Mấy năm không gặp anh lại đến chúc rượu tôi trước, dẫm lên tôi một cái. Vân Mặc, hiểu lầm thôi. Vậy tôi chúc rượu anh cũng là hiểu lầm thôi. Chu Diên buông tóc anh ta ra. Anh không cần trốn, không mời rượu anh thì anh cũng không xứng. Anh muốn chết sao? Nhờ ba anh sao? Có người sống không bằng chết. Có người chết rồi còn có mặt mũi hơn người sống. Muốn thử không? Gọi điện thoại hỏi ba anh xem có muốn thử không? Anh bị thần kinh à? Bầu không khí trở nên căng thẳng, mọi người đều có thể nhìn ra, căng thẳng rất đột ngột. Chu Diên, đừng uống nữa, tránh ra, anh ta mất kiểm soát với Chu Diên. Cô ta hối hận rồi. Giang Sách thấy vậy liền đổi chỗ, ngồi cạnh Liễu Như Yên. Anh ta thường xuyên nổi khùng khi say rượu sao? Chúng ta cũng đừng ngồi không, là chủ nhà. Tôi mời cô một ly. Năm đó những lời nói đó đều là cố ý. Cô ý nói ngược lại, muốn thu hút sự chú ý của cô. Đáng tiếc, trong mắt cô chỉ có Chu Diên, không cho tôi cơ hội theo đuổi. Giang Sách đổi chiêu. Vẻ mặt của Chu Diên khiến tôi rất khó xử. Liễu Như Yên nghe ra ý ngoài lời, người này đang thăm dò thái độ của cô đối với Chu Diên, để quyết định xem nên làm gì tiếp theo. Nể mặt tôi, đừng so đo với anh ta. Nếu không phải nể mặt cô, nhân viên của tôi đã đến rồi. Hàng năm ở chỗ tôi đều có rất nhiều người gây rối. Họ có kinh nghiệm xử lý những việc này. Là người thì đối xử như người, là chó thì đánh chết luôn. Anh đang nói ai là chó? Nói chính anh hay là nói Tống Kính Chi? Đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác. Anh có ý gì khác hay không thì không liên quan đến tôi. Tôi chỉ quan tâm anh đối xử với Chu Diên như thế nào. Anh dám gây sự với anh ấy, tôi sẽ khiến anh nổi tiếng, khiến quán bar của anh nổi tiếng, haha. Vậy thì tốt quá, tôi đang lo lắng. Gần đây việc kinh doanh hơi ế ẩm, có cô giúp đỡ, cầu còn không được. Giang lão bản vừa rồi đã mời tôi 3 ly, nói rất nhiều lời chúc rượu.
Tôi không giỏi ăn nói, không biết nói gì hơn, chỉ biết uống rượu thôi. Giang Sách không nhận rượu. Cánh tay đang giơ lên của Chu Diên bị buộc phải dừng lại giữa không trung. Có vẻ như không nói lời chúc rượu thì Giang lão bản không hài lòng. Vậy tôi nói vài câu, chính Giang lão bản cũng đã tính cho tôi rồi. Tôi đã tiêu hơn 5 triệu ở chỗ anh, khách hàng VIP loại top. Chuyện này tôi không nợ anh. Anh không nợ tôi vụ đánh nhau đó. Thế hệ trước đã ra mặt hòa giải, chúng ta cũng đã bắt tay giảng hòa rồi. Nếu không tôi cũng sẽ không đến quán ba của anh uống rượu. Tôi không biết anh nghĩ thế nào. Chuyện này đối với tôi đã qua lâu rồi. Không chỉ qua rồi, còn giới thiệu cho anh không ít khách hàng lớn. Mỗi lần vui chơi nhất định sẽ đến quán của anh tiêu tiền. Coi anh là bạn. Tóm lại là anh mở cửa làm ăn. Tôi là khách hàng, không có chỗ nào có lỗi với anh. Có thể coi là một khách hàng rất tốt. Vì vậy, Giang Sách thực sự không hiểu, rốt cuộc tôi đã đắc tội với anh ở chỗ nào, khiến anh vừa gặp đã tỏ ra thù địch với tôi. Khi kiến bị dẫm chết, có cơ hội hỏi tại sao mình lại chết không? Tiểu Thông chưa kịp nói xong, tôi nói thay cậu ta, anh tưởng anh vẫn là Chu Diên có người ba tốt sao? Mẹ anh mới hơn 50 tuổi, vẫn còn quyến rũ, biết đâu còn có cơ hội tìm cho anh một người ba khác. Trong mắt anh ta không có sợ hãi, chỉ có Giang Sách. Tập trung đánh, mỗi cú đấm đều dứt khoát. Lỡ như đánh chết người này, mình chắc chắn sẽ không chết. Thôi, Giang Sách thậm chí còn chưa kịp kêu lên đã ngất xỉu. Cẩn thận, Chu Diên nghiêng đầu, chai rượu đập vào vai anh. Tống Kính chỉ đánh lén, Chu Diên không cảm thấy đau. Quay người túm tóc cô ta, ấn mạnh mặt cô ta xuống bàn. Vân Mặc đã sớm cảm thấy có gì đó không ổn, thấy bảo vệ hung dữ xông về phía này. Vân Mặc không kịp suy nghĩ, tiến lên chắn trước mặt Chu Diên, ngăn cách anh ta, xung đột trực tiếp với bảo vệ. Đều mẹ nó biết điều một chút đi, cảnh sát lát nữa sẽ đến. Ai muốn làm lớn chuyện, muốn ngồi tù thì cứ thử xem. Giúp tôi chăm sóc cô của anh, có cơ hội tôi sẽ báo đáp anh. Anh có muốn trốn trước không? Trong tù yên tĩnh, cần gì phải đi xa như vậy? Không nghiêm trọng như cô nghĩ đâu. Chu Diên liếc nhìn Giang Sách đang bất tỉnh nhân sự, tự biết rõ trong lòng, Giang Sách là con trai duy nhất của Giang Thiên Nhuận. Giang Thiên Nhuận là người mà cha Chu Diên lúc còn sống cũng phải nể mặt vài phần. Làm kinh doanh quán ba mấy chục năm mà vẫn đứng vững. Anh đừng quá lo lắng, chuyện gì tôi cũng sẽ giúp anh xử lý ổn thỏa. Gì, tạm thời cháu có thể chăm sóc gì? Vậy thì cảm ơn cháu. Cháu không cố ý. Cháu không cần xin lỗi. Đáng lẽ ra cháu phải xin lỗi cô. Liễu tổng, cháu cũng không phải cố ý gây chuyện cho cô. Uống say rồi nên hơi kích động. Người lớn không chấp trẻ nhỏ. Chuyện của cháu thì cháu đừng lo. Lo chuyện của mình đi. Nổi tiếng như vậy, có nhiều người quay phim chụp ảnh như vậy, ngày mai cô có thể lên hot search rồi. Cô nhớ cho kỹ, anh ta dùng tay phải đánh anh trước. Tôi nhìn thấy, tôi đứng gần các người nhất. Là tôi không đúng, tôi xấu tính. Đưa anh đến đây là muốn xem anh mất mặt, muốn anh nếm trải sự uất ức và đau khổ mà tôi từng phải chịu. Tôi nói lại lần nữa, nỗi đau khổ của cô không liên quan đến tôi. Tôi chưa bao giờ ép buộc cô ở bên cạnh tôi, không trói buộc cô, không hề có ý muốn khiến cô đau khổ và uất ức. Mặc dù nó khách quan tồn tại. Nhớ những gì tôi vừa dặn anh. Nhớ kỹ, tôi và Vân Mặc đều sẽ làm chứng cho anh. Tôi đã xem camera giám sát rồi, không quay được đến đây. Chuyện này chỉ cần mỗi người nói một kiểu, nhất định sẽ không rõ ràng. Như vậy mới có không gian để xoay sở. Trong số những người này còn ai anh có thể tin tưởng không? Đừng tự cho mình là thông minh. Liễu Như Yên liếc mắt, đã thấy cảnh sát, còn có người mặc áo blue trắng. Tôi sẽ không để anh ngồi tù, sẽ không để hợp đồng vừa ký kết bị vô hiệu do bất khả kháng. Cả đời này anh đừng hòng thoát khỏi tôi. 2 giờ sáng, Liễu Như Yên và Vân Mặc ghi lời khai xong, cùng nhau đi ra. Anh có thể thay tôi gặp gia đình Giang Sách một lần không? Nói chuyện về bồi thường, chỉ cần bên kia đồng ý hòa giải, bao nhiêu tiền tôi cũng tự chi trả. Cô là người Lâm Thành, chưa từng nghe nói đến Giang Thiên Nhuận sao? Lúc chú tôi còn sống, cũng phải nể mặt ông ấy vài phần. Giang Sách bị đánh thành ra như vậy, tiền có thể giải quyết được sao? Giang Sách có nguy hiểm đến tính mạng không? Tôi đã hỏi bạn bè trong bệnh viện rồi, tạm thời vẫn chưa rõ tình hình, ước chừng sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Chấn thương chắc chắn là không nhẹ. Lúc rời đi, mặt anh ta gần băng như bị rồi. Đánh.